Tối ngày 26 tháng 12, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có thư kêu gọi toàn thể bà con trong cộng đồng và doanh nghiệp Việt đang sinh sống, lao động, kinh doanh tại Séc cùng chung tay ủng hộ các nạn nhân trong vụ xả súng tại khoa triết học trường đại học Charles. Trong thư kêu gọi của mình, ông Nguyễn Duy Nhiên cho biết, nhằm chung tay cùng người dân Séc trong việc ủng hộ, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại khoa triết học trường đại học Charles Praha, Cộng hòa Séc. Là một cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt tại đây đã là một phần không thể thiếu đối với Cộng hòa Séc. Hội người Việt Nam tại Séc kêu gọi bà con cộng đồng người Việt cùng các doanh nghiệp Việt đang kinh doanh và lao động tại Cộng hòa Séc ủng hộ các nạn nhân và gia đình trong vụ xả súng thương tâm này. Sau vụ xả súng đã khiến 14 nạn nhân thiệt mạng, gia đình các nạn nhân, các thầy cô và các sinh viên của trường đại học Charles Praha đang gánh chịu một đau thương mất mát lớn lao sau vụ xả súng bi thảm chưa từng có trong lịch sử của Cộng hòa Séc. Để chia sẻ với những nạn nhân, gia đình và trường đại học Charles Praha, nơi đã và đang đào tạo rất nhiều sinh viên Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội thanh niên sinh viên kết hợp với mạng lưới tri thức và chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc kêu gọi bà con cộng đồng, các bậc phụ huynh, các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên, các hội đoàn, doanh nghiệp và bà con cô bác ủng hộ tài chính, dù nhiều hay ít đều là tấm lòng hảo tâm của mỗi mạnh thường quân dành cho hoạt động ý nghĩa và nhân văn này. Phương thức ủng hộ gửi trực tiếp qua ứng dụng của tổ chức quyên góp trường Đại học Charles Praha www.darume.cz ghi rõ tên cá nhân đơn vị ủng hộ và kèm theo tin nhắn như trên màn hình. Nếu cần thiết, chứng nhận ghi thêm email hoặc địa chỉ nếu có.